tại sân cầu lông 488 Minh Khai. Nơi đây sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng hấp dẫn của hãng Yonex Sunrise Việt Nam tổ chức. Và tất nhiên rồi, đồng hành cùng với mình ngày hôm nay, mình sẽ không cô đơn khi có hai anh em lông thủ khét tiếng nhất tại HV Shop. Xin giới thiệu tới mọi người, Mạnh Triều Tiên và Nguyễn Đức Toàn. Cùng ba anh em mình vào bên trong xem ngày hôm nay có gì thú vị không nhá. Anh thở ra mấy câu lên dưới mấy chép vào, kể cả mấy sticker hay là dập lào. Nhạc anh này cũng nhảm em lên thét gào. Năm lên bắt đưa ra phía sân cả tay. Nhân rồi lắc đôi hay đóng cả cây. Mấy vin đá là mấy cong cả tay. Lên sân khấu cả ra viết thấy nóng vậy đây. Sự kiện ngày hôm nay thì có cái tên là Rapid Fire Challenge. Nghe cái tên thôi là chúng ta đã thấy rất là nóng và cực kỳ hấp dẫn rồi đúng không nào? Có hai cái hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên là chúng ta sẽ trải nghiệm những cái cây vợt vừa được ra mắt gần đây nhất của nhà Yonex. Sự kiện thứ hai là các bạn sẽ được tham gia trò chơi, tham gia những thử thách để nhận quà từ Yonex. Với cái sự kiện đầu tiên thì mọi người chắc hẳn cũng đã đoán ra đó là cây vợt gì rồi đúng không? Chính xác, chúng ta sẽ trải nghiệm cây vợt Nano Flare 1000Z mới ra mắt và cực kỳ hot trên khắp các diễn đàn trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó thì mọi người sẽ được trải nghiệm thêm 3 phiên bản khác của dòng Nano Flare 1000. Chúng ta có 1000 tour, 1000 game và 1000 play. Cả 4 cây vợt ngày hôm nay chúng ta trải nghiệm thì đều được căng lưới 66 Ultimax với mức căng là 11 kg. Duy nhất chỉ có một cây vợt Nano Flare 1000Z phiên bản 3U thì sẽ được căng với sức căng là 11.5 kg. Nó sẽ dành cho những anh em nào tay to và những vận động viên bán chuyên, vận động viên chuyên nghiệp ngày hôm nay sẽ trải nghiệm cây vợt này. Khi các bạn đăng ký tham gia thành công cái sự kiện ngày hôm nay thì khi mà đến đây mọi người sẽ được phát miễn phí một chiếc áo chính hãng của Yonex cực kỳ đẹp như thế này nữa. Các bạn được trải nghiệm vợt xịn này, các bạn được tặng áo chính hãng miễn phí này. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ được trải nghiệm một ống cầu lông tiêu chuẩn thi đấu quốc tế của Yonex. Giới thiệu với mọi người Aero Sensa 40. Ống cầu này thì có mức giá lên tới gần 1 triệu đồng một ống. Tính ra thì nó khoảng 80.000 một quả. Cũng may là anh em mình được trải nghiệm miễn phí đấy. Chứ nếu mà đánh quả cầu này thì chắc là cuối tháng anh em mình ăn mì tôm. Đến với hoạt động thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tham gia cái thử thách của thương hiệu Yonex. Luật chơi rất là đơn giản thôi, thì chúng ta sẽ thi đấu theo cặp và cặp nào trong vòng 30 giây có số lần đánh qua lại nhiều nhất thì sẽ giành chiến thắng và nhận được phần quà từ thương hiệu Yonex. Luật chơi rất đơn giản như vậy thôi, anh em đã nắm được chưa nhỉ? Rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, cùng đem lại vinh quang cho HV Shop nhá. Ok, nào. 1, 2, 3, go! Luôn luôn tự tin, nhiệt độ luôn phát ra mà không cần dùng pin. Anh chất như là phim Hollywood, mấy lời xem pha anh cho đi nốt. Mặt anh lạnh băng với cái lollipop. Ngẫu hứng có một giây before we drop. Đi ra sân và go lead, bắt đầu sau và go hit. Anh đang đi vào show tit, everybody go. Khi có tay lấp lánh, Cartier. Trong túi toàn giấy, party mate. Toàn champagne, everyday. Ngày nào với anh cũng là party mate. Anh nhớ phải cần trọng này mê mê đừng đùa. Rồi vừa rồi thì cả hai lông thủ khét tiếng tại HV Shop đã vừa trải nghiệm xong cái 4 phiên bản của dòng Nano Flare 1000Z mới ra mắt này. Thì không biết là anh Toàn đi, anh Toàn cảm nhận như thế nào khi mà trải nghiệm cả 4 phiên bản này? Em thì em thấy là lối chơi của mình thiên về tốc độ, kiểm soát cầu, tì đè tốt. Thì không biết là cây Nano Flare 1000Z này có phù hợp với anh không? Theo như cảm nhận thực tế của mình thì ví dụ như cái dòng 1000Z đi, nó có hai phiên bản là 3U và 4U. Với phiên bản 4U thì đối với mình nó lại hơi bị nhẹ quá. Nhưng mà phiên bản 3U thì rất là vừa tay, đập rất là lực và ra đòn tốc độ khá là nhanh. Mặt vợt nó còn nhỏ so với các cái dòng vợt khác, hơi thiên về tấn công cho nên là cần phải xử lý kỹ thuật và đánh đúng điểm gọt thì ra lực cầu mới chuẩn. Cho nên là cây vợt này có lẽ mình nghĩ là cần với những cái đối tượng mà kỹ thuật tốt hơn một tí. Ngoài ra nữa là với cái lối chơi thiên hướng về tấn công nhiều hơn, tấn công tốc độ, phản tạc và dùng lực cổ tay nhiều để đập điểm. Chứ còn cây, kể cả ngay như cây 3U, nếu như mà không có lực cổ tay thì mình nghĩ là đập nó cũng rất là yếu so với cả các cái phiên bản tấn công như là 88B Pro hay là 99 Pro. Như em thấy thì cây vợt Nano Flare 1000Z này này, anh nói là nó thiên về cái khả năng tấn công nhanh. Thì anh có thể so sánh luôn cho mọi người hình dung ra về cây vợt này, cái khả năng tấn công của nó so với cả dòng cây vợt cao cấp nhất của dòng Atchock là Atchock 100ZZ thì nó sẽ như thế nào? Nếu như mà với dòng Atchock 100ZZ thì cây vợt 100ZZ bản Grenade mới ra nó có một cái lực công rất là cắm và mạnh. Đó, ngoài ra thì là
mình cảm giác là đi cầu rất là nhanh. Thế nhưng mà với phiên bản 1000Z của Nano Flare này thì cầu nó đi rất là nhanh, thế nhưng mà nó lại không có cái độ uy lực nhất định. Đó, cho nên là anh em cần phải có lực cổ tay để và kèm theo một cái kỹ thuật thật là tốt thì mới giúp cho cầu nó đi cắm và đi nhanh hơn. Tiếp theo thì khi mà anh trải nghiệm 3 phiên bản còn lại là phiên bản 1000 Tour, 1000 Game và 1000 Play thì anh đánh giá chung cả 3 phiên bản này như thế nào? 3 phiên bản thấp thì mình nghĩ là gần như là tất cả các anh em phong trào đều có thể chơi được, vì cái độ cứng thân của nó không quá cứng. Ngoài ra nữa là mình cảm giác là kiểm soát nó rất là dễ. Đấy, trợ lực tốt. Anh em mà chơi cái này theo dạng tấn công nhanh thì cũng rất là ok nhá. Tất cả anh em phong trào đều có thể chơi được phiên bản này, mình nghĩ là như thế. Đến mạnh đi. Anh thấy là hiện tại em đang sử dụng cây Nano Flare 800. Thì khi mà em trải nghiệm cái cây vợt Nano Flare 1000Z này cao cấp hơn thì em thấy nó như thế nào? Em đang chơi cây Nano Flare 800 thì khi chuyển lên dòng 1000Z này thì em cảm thấy nó cái khung vợt nó hơi to quá nên em hơi khó thuần, mất đi cái độ linh hoạt. Ưu điểm của cái dòng Nano Flare này thì nó vẫn giữ được cái nguyên bản là cái sự tấn công nhanh rồi tốc độ, đúng rồi ạ. Tiếp theo thì về cái 3 phiên bản còn lại, Tour, Game và Play thì em thấy sao? Những anh em nào phong trào có kinh tế thấp mà vẫn muốn trải nghiệm cái một chút công nghệ của cây 1000Z thì cũng có thể chơi được tầm cây Nano Flare 1000 Tour này hoặc là 1000 Play cũng được. Anh thấy thì cả 3 phiên bản Tour này, Game và Play thì có thiết kế gần như là tương đồng với 1000Z đúng không? Thì ý của em là sẽ phù hợp với anh em nào mà có kinh tế thấp tuy nhiên thì lại muốn trải nghiệm một cây vợt có thiết kế cao cấp giống cây vợt Nano Flare 1000Z thì có thể lựa chọn một trong 3 phiên bản Game, Tour và Play. Xin chào hai em nhé. Hai em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Em tên là Bảo Minh, em từ Học viện Tài chính ạ. Minh đúng không? Minh Đức ạ, đến từ Thương mại. Ok. Vừa rồi chúng ta cũng đã cùng nhau được trải nghiệm cái cây vợt Nano Flare 1000Z rồi. Thì không biết là các em đang đánh cây vợt gì và cảm nhận của các em về cây vợt Nano Flare 1000Z như thế nào? Minh trước đi. Hiện tại thì em đang đánh cây iFox 180 của Li-Ning. Thì sau khi đánh thử trải nghiệm thử 1000Z thì em cảm thấy cây vợt này cho em mang khá là thoải mái, khá là nhẹ, phản tạt các thứ nó đều rất là ok và cảm giác phòng thủ cũng rất là dễ chịu. Riêng quả đập thì có lẽ là hơi bị hụt bất lực một tí. Hơi bị hụt lực đúng không? Hơi lực một xíu ạ. Còn Đức thì sao nhỉ? Trước đây thì mấy cả hiện tại em đang đánh con Turbo 800. Vâng. Anh nhớ ấy. Đấy thì phản tạt rất là thích. Và con này thì em đánh qua trải nghiệm thì vung vợt rất là nhanh, tốc độ vung vợt nó khá là ok. Dòng player kiểu vung vợt nhanh nên là em đánh nó bị hụt nhịp anh ạ. Nó nhanh quá. Nó bị nhanh quá. Đặc trưng của dòng Nano Flare là phản tạt nhanh. Vâng. Còn về khả năng đập cầu thì em thấy nó như thế nào? Đập cầu thì em thấy chưa sự ok. Chưa ok. Vâng. Chắc có thể là em chưa quen này. Có thể em chưa quen đấy. Ok. Cảm ơn hai em đã dành thời gian cho HV Shop nha. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Vừa rồi thì anh em mình đã trải nghiệm xong cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay với 4 cây vợt của hãng Yonex. Thì rất là tiếc khi mà anh em mình chưa giành được phần quà từ hãng đúng không? Mặc dù đã rất là cố gắng rồi, tuy nhiên thì cũng phải chấp nhận thôi. Cuộc chơi mà, chúng ta sẽ có người thắng và kẻ thua. Còn quay trở lại với câu chuyện test cây vợt Nano Flare 1000Z ngày hôm nay ấy. Mặc dù ngày hôm nay mình không được test trực tiếp, tuy nhiên thì trước đó mình đã có trải nghiệm với vận động viên Đỗ Tuấn Đức rồi. Thì cá nhân mình thấy cây vợt cao cấp nhất của dòng Nano Flare ở thời điểm hiện tại là cây 1000Z ấy. Nó mang đầy đủ những cái đặc trưng của dòng Nano Flare, thiên về khả năng phản tạt nhanh, tì đè nhanh, thủ cầu nhanh, với cái lối chơi ở nửa trên của mặt lưới trong đánh đôi. Với cái vợt này thì anh em nào mà trước đây đã chơi cây 100ZZ rồi ấy, anh em thấy nó hơi cứng này, hoặc là anh em thấy cái khả năng đập cầu cực kỳ mạnh, tuy nhiên thì cái khả năng phản tạt hay thủ cầu nó còn hạn chế ấy, thì anh em có thể cân nhắc lựa chọn ngay cái cây vợt Nano Flare 1000Z này. Nó sẽ cho anh em cái khả năng phản tạt nhanh, tì đè nhanh trên lưới. Và hiện tại thì tất nhiên rồi, tại HV Shop thì luôn sẵn hàng cả 4 phiên bản Nano Flare 1000Z, 1000 Tour, 1000 Game và 1000 Play. Mọi người có thể liên hệ chi tiết vào phần link mình để ở bên dưới phần mô tả này nhá. Anh em mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người về cả 4 phiên bản cây vợt này. Rồi, có lẽ là ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi nhỉ. Ba anh em mình sẽ chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở trong một clip gần nhất, hấp dẫn hơn. Bye bye.